Chàng trai thích nắm tay này bị mắc chứng tự kỷ. Anh quay đầu lại nhìn, một tấm biển quảng cáo vô ý rơi xuống, khiến một cậu bé đứng bên cạnh ngã xuống. Điều này quá bất ngờ, bố mẹ cậu rất sợ hãi, vội vàng hô cứu giúp. Thế nhưng, người đi đường vẫn còn đang trong tình trạng kinh hoàng. Chính vào lúc này, một người tự xưng là bác sĩ đi đến. Sau khi kiểm tra, ông ta lấy một chiếc khăn vải sạch ấn vào tĩnh mạch của cậu bé. Thế nhưng vào lúc này, chàng trai bị tự kỷ lại đi ra ngăn cản bác sĩ lại. Không, ông không nên làm như vậy. Đây là không tin tưởng vào trình độ của ông sao? Sean giải thích, nếu như là người trưởng thành thì nên ấn vào đó, nhưng cậu bé chỉ là một đứa trẻ, cũng có nghĩa là ông đã ấn vào khí quản của cậu bé. Hiện tại cậu bé không thể hít thở. Anh ấn lên một chút, cậu bé quả nhiên hít thở lại được. Tiếp theo, Sean cởi áo cậu ra, trong đầu bắt đầu xuất hiện bản đồ tĩnh mạch người. Anh liền nhìn ra, cậu bé bị giãn tĩnh mạch và chấn thương phổi trái, áp suất không khí trong khoang ngực tăng mạnh. Anh lập tức nghĩ đến phương pháp sơ cứu. Sean tìm bảo vệ sân bay, hy vọng được giúp đỡ, nhưng ra là một vật nguy hiểm, không thể tùy ý đưa cho người ngoài. Nên nhân viên bảo an đã từ chối Sean, làm việc không biết nên nói như thế nào nên rất vội vàng, đột nhiên nắm lấy con dao rồi chạy đi. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu thì đã bị nhân viên bảo an giữ lại. May mắn, mẹ của cậu bé kia đi đến, thuyết phục được họ. Sean quay lại hiện trường với những dụng cụ cần thiết để cứu người. Anh lập tức đi găng tay vào, đồ rửa sát khuẩn, động tác rất chuyên nghiệp. Tiếp theo, anh dùng băng dính quấn đường ống vào miệng chai, phải khoang bụng của cậu ra, rồi đút đường ống vào trong. Khi tồn đọng trong phổi được truyền ra ngoài, vài một chiều có thể ngăn không khí chạy ngược trở lại. Điều kỳ diệu đã xảy ra, ngực cậu bé bắt đầu trồi lên rồi tụt xuống. Đó là tín hiệu hô hấp bình thường. Sean đã cứu được cậu bé. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Bố của cậu bé kích động ôm lấy Sean. Sean là một anh hùng. Thế nhưng có ai nghĩ ra được, chàng trai bị bệnh tự kỷ này là một vị bác sĩ thiên tài. Cậu bé lo lắng ôm lấy con thỏ trong lòng. Thế nhưng bố mẹ cậu lại đang ở một bên cãi nhau, bởi vì bị tự kỷ mà bố rất ghét cậu, thậm chí không muốn làm thương cậu. Em trai ở bên cạnh xông đến ngăn cản, nhưng lại bị đẩy sang một bên. Tiếp theo, ông bố lại vả cậu một phát, ném con thỏ trong lòng cậu ra. Cậu bé run rẩy, cậu bé lo lắng. Em trai đưa cậu đến tìm bác sĩ thú y, nhưng cơ thể con thỏ đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu không muốn đưa thỏ lên thiên đường, cậu chỉ muốn nó ở bên cạnh mình thôi. Cậu rất đau lòng, nhưng cũng đầy bất lực vì không để những chuyện này xảy ra nữa. Em trai cậu đưa cậu rời khỏi nhà, bọn họ sống cùng nhau trong một chiếc xe bus bỏ hoang, rất ấm áp, cũng rất tự do. Em trai tặng cho cậu một phần quà là một bộ dao mổ đồ chơi, chúng trở thành tín ngưỡng của cậu, vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Bọn họ có rất nhiều bạn, cùng nhau đến nhà kho, chơi trốn tìm rất vui vẻ. Em trai đưa cậu lên trên nóc một toa xe lửa. Đây là một vị trí rất tốt, thế nhưng chỉ không cẩn thận một giây, em trai trượt chân một cái, liền ngã xuống dưới. Cậu bò dạp trên nóc xe, nhìn em trai không còn cựa quậy của mình. Một cảm xúc không thể giải thích được tràn ngập trong lòng cậu. Em trai và con thỏ mà cậu yêu thương nhất, ở ngay trước mắt cậu, vĩnh viễn rời xa, mà cậu lại không làm gì được. Còn hiện tại, cậu bé bị thương kia được đưa đến bệnh viện. Sean yêu cầu bác sĩ nên làm siêu âm tim cho cậu bé, nhưng không có ai để ý đến anh. Bởi vì vừa rồi ở trên xe, anh nhận thấy nhịp tim của cậu bé có sự thay đổi nhẹ, mà sự thay đổi này có thể khiến cậu bé lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trợ lý bác sĩ khi ở trong phòng mổ nhìn thấy hành vi bất thường của Sean để hỏi bác sĩ phẫu thuật có nên siêu âm tim cho bệnh nhân hay không. Nhưng bác sĩ phẫu thuật lại nói rằng với tình hình trước mắt, không có bất cứ triệu chứng nào mà cần phải siêu âm tim cả. Vì thế câu trả lời của tôi là không. Sean bất an, đi lại lại ở ngoài bệnh viện. Anh nhớ lại tất cả các lối vào của bệnh viện. Anh bắt buộc phải nghĩ cách đi vào trong bệnh viện, yêu cầu bác sĩ siêu âm tim cho cậu bé. Thế nhưng cậu vừa đi đến một cửa vào thì bị bảo vệ ngăn lại. Anh quay đầu đi cửa khác thì vẫn lại là người bảo vệ đó. Anh chỉ đành đi ra chỗ khác. Trên cầu vẫn là người bảo vệ đó. Không thể không nói, anh chàng bảo vệ này rất kinh nghiệm. Đồng thời lúc này, ở trong phòng phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường. Sau khi biết được Sean liên tục yêu cầu siêu âm tim cho bệnh nhân, bọn họ liền đến hỏi anh nguyên nhân, đưa anh đến bên ngoài phòng phẫu thuật để anh quan sát cẩn thận. Một lần nữa, chính là chỗ đó. Sean chỉ ra rằng tâm nhĩ phải có chỗ lõm xuống, nhưng không được rõ ràng lắm. Sau khi bác sĩ kiểm tra, quả nhiên gắp ra được một mảnh thủy tinh vỡ nhỏ, mà Sean cũng thông qua việc này thành công được giữ lại bệnh viện này. Cho dù là chỉ bắt đầu với một trợ lý nhỏ, thế nhưng tương lai của anh vẫn còn rất dài. Đây là The Good Doctor, một bộ phim truyền hình Mỹ nổi tiếng trong thời gian trước, kể về một cậu bé tự kỷ có một tuổi thơ đáng thương. Sean khi trưởng thành trở thành một vị bác sĩ tài giỏi. Có rất nhiều người trên mạng đã cho anh cái tên thân thiết thiên thần nhỏ, bởi vì anh dù là một người không hoàn hảo nhưng lại có khả năng cứu người, đúng là đến từ thiên đường mà. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, hẹn gặp lại kỳ sau.